Buồn quá. À, đây là con nào chết là ảnh dục lên trên đây dạng như là phơi xác để anh em. Con này hình như lúc sống lúc chết con này bị lừa. Ủa sao vậy? À, con này là lúc đó là thấy trên mạng thấy thằng nhóc nào đăng con chạy lên liền nhưng mà nó không cho vô nhà test. Nó hẹn cái góc cà ba nào đó chạy ra gặp nó. Ừ, mình cũng từng sai con này rồi, mình biết, mình cầm coi sơ sơ ghi thông số gọi thật ok đồ ok hết. Ô cầm về gắn lên. Ủa driver sao kỳ kỳ vậy ta? Để tắt đèn thì có đẹp không? Tắt đèn gì? Cho ly cà phê anh ơi. Đợi xíu anh ơi, cày xíu đi, có cà phê cà phá lên hết. Wow, đẹp lên anh em. Trứng rán cần mỡ, cần bơ, chứ không cần gỡ, cần gạo cơ. Ok anh em, thì như cũng đã hứa thì mình sẽ review cái này gọi là gì anh? Cái phong nền của mình đi. Phong nền hả? Ừ. Mục đích của anh làm cái phong nền này để làm cái gì? Để có lâu lâu mình nhìn lên kỷ niệm, mình biết là gọi là ngày xưa mình đã phá biết bao nhiêu cái máy. Cái số lượng này lắm anh em. Là mình treo lên ít ít thôi đó, còn một đống nữa rồi đồ ve chai chết mình cho luôn, mình chụp luôn. Đó là coi như là đây là những cái men gọi là chết của mình. Cái so anh em đây là tai nghe. Con này là Gado RSR60E, okay. Rất là mê cho nhạc lắm. Sẽ lướt sơ cho anh em coi, đây kèm màn hình. Đó, kiếm mua cái tấm này là hơi bị chua luôn nha anh em. Kiếm mua cái tấm này hơi bị chua luôn đấy. Trời, Duo xe ông luôn nè, Duo Cebu luôn nè. Con đầu tiên về đó. Vẫn quăng lên. Chết rồi, quăng lên chứ để làm gì? Hình như sống hay sao? Không nhớ. Đây, còn nữa nè anh em. Đó, đây một cái nữa nè. Còn Cebu luôn nữa không? Úi da. Đây, còn Cebu luôn nè anh em. Để mình coi còn dính luôn. Còn dính keo luôn. Còn dính luôn. Rồi, cái này chất quá ta. Này không là này để làm để nhìn lên để đánh giá cái gì gọi là gì đó, kỷ niệm hả? Ừ, để kỷ niệm thôi, tại vì ngày xưa cũng khốn khổ mấy con xe ông này lắm. Rồi từ mấy con test nè, từ H1 1150H81 hả, không nhớ, quên rồi, con này thì đời đí nào rồi, không nói. Rồi mình còn chơi tới còn socket 775 nữa mà. Socket từ thời anh em bắt đầu học máy tinh học rồi đó. Học trên trường cấp 2, cấp 3 đó. Mấy từ đời đó đó. Đó, anh em nào biết là biết à. Rồi đó. Anh giới thiệu tiểu sử của từng cái đi anh. Con này là đầu tiên mình về. Xong mình nó cũng cày cho mình gọi là úi tiền rồi đó. Xong nó lăn ra nó chết. Sao tự nhiên chết vậy? Chắc nghi mình, anh em ngày xưa theo dõi mình chắc biết mình còn cái bàn để không để lên thẳng luôn. Nó đâu có thùng nối gì đâu. Nhớ không? Thì chắc có con nào nó vô nó quất một cái hoặc là chập điện chết. Con nó đang lại hả? Không đó, thì tại vì mình kê lên cái miếng mút á thì hai nó tản nhiệt tại phía trên thôi, phía sau này nó lại nó không được tản nhiệt, nó lại cái miếng mút nó giữ nhiệt lại thì nó chết. Cháy cháy luôn hả? Không có cháy, nó tự nhiên lực ra nó chết à. người ta cũng chẳng biết hay người ta xài nát quá rồi quăng ra cho mình, thì con đó hồi đó cũng vật vả lắm mới mua được. Thì hàng hiếm nha, hồi đó là muốn kiếm con này là hàng hiếm nha anh em. Hiếm chứ không phải như giờ đâu, giờ bán đầy đường, còn xưa đi sang không biết bao nhiêu. Này sang sao anh? Hồi đó là cứ đi lên mấy cái forum mua bán mấy kiện á. Xong rồi bắt đầu ngồi coi xong bắt đầu đề lên gọi là đăng bài hỏi mua. Thì đăng bài hỏi mua lúc đó hàng hiếm quá, đâu có đâu, chỉ có mấy ông chủ tiền mét gọi là xài boot room á. Ông, mấy chủ? Ừ, mấy chủ. Thì ông thải ra thì mình tranh thủ chạy lên hốt. Hốt về. Ngày đó mua nhiêu anh có chia sẻ? Hồi đó chắc mua tầm khoảng nguyên bộ này khoảng 5 triệu. Hồi đó 5 triệu là mới là 12GB. Không kẹt. Hai con chip kẹt. Đó, giờ RAM thì con xài được nè. Đó, RAM là con này nè. Anh mua anh còn tận dụng lại được hả? Đó, RAM đó. Đó, thì lúc đó mình về mình làm lại hết thì có tắt chất tổng lại cũng hết 8 triệu. Là chạy X5650.
giờ con có mấy anh em chắc gọi là ghẻ rồi. Nói gì nữa, hàng này đúng không, nói chung là đời đầu đó nè, mấy những đời đầu đời đầu của dòng hai xe ông nè, hai cái BCU nè, đời đầu của mình thôi chứ không của ai hết. Rồi còn cái này sao anh? Con này lúc đó gọi là vạ quá, bán con máy chiến của mình hồi đó lên con này gọi là để đọc báo và phim. Hình như máy này của anh Phong ơi. Wow. Ừ, của nó đó. Cái máy này giống của mình rồi không ta? Nó đó, máy của bạn cùi quá, mình cũng để luôn nè, hư rồi. Sao biết hư? Không, chip còn sống nhưng mà cái men hư, mà cái chip này không có giá trị. Là móc chìa khóa thôi. Lúc đó hình như là mình nhớ là cái men này của mình là nó bị dạng như lúc lên lúc không đúng không? Lúc đó là bạn thải ra chưa lúc lên lúc không. Lúc đó bạn mua cái máy mới mà thải ra thôi. Dục ở ngoài đường luôn anh em, mưa gió luôn mới ghê chứ. Mình lấy vô mình đọc báo có phim luôn. Được luôn hả? Được, không mà nó mới chết. Ủa sao cái này thằng này nó cũng giống thằng kia anh nhỉ? Thằng này hình như đột tự do chết bài ốt hay sao á. Nghịch. Đó. Con này con xịn hơn, con này tới H61 lận. Con này hình như đâu cùi lắm, cũng H61 mà cùi bắp. Đây là con nào chết là ảnh dục lên trên đây dạng như là phơi xác luôn để anh em. Con này hình như lúc sống lúc chết con này bị lừa. Sao vậy? Con này là lúc đó là thấy trên mạng thấy thằng nhóc nào đăng con GTX 750 Ti á. Bạn 2GB. Đúng rồi, hồi đó thì cũng chưa có rớ tới những con cạc trâu này đâu. Đó thấy con này bán rẻ quá. Thời điểm đó người ta bán con này là tới gần 1 triệu rưỡi lận, 1 triệu 1 triệu rưỡi, mà nó đang có 500 mà gặp mà gừng cho mình nữa chứ. Chạy lên liền nhưng mà nó không cho vô nhà test. Hẹn cái gốc cà ba nào đó chạy ra gặp nó. Mình cũng từng sai con này rồi, mình biết, mình cầm coi sơ sơ ghi thông số gọi thật ok đồ ok hết. Cầm về gắn lên. Driver sao kỳ vậy ta, lấy vô dép kiểm tra lại. Bà mẹ nó đóng con chip gì giống đó, thay ruột. Nói chung là này hàng giận. Hàng giận đúng không? Hàng giận. Chip gì? Có loại này nữa hả ta? Có loại dùng nữa. Mấy cạc Trung Quốc về á. Mấy Trung Quốc về nó bán mới nhìn mới hoàn toàn. Nhưng mà vấn đề cái ruột ở trong là con. Đôi khi nó tháo những con chip của những cái laptop á, đóng vô, nó gắn chạy dần được. Đó, driver thì tự quét thôi. Quét là lòi ra hết Con này còn sống quá. Mày ghét lắm, treo lên á. Này là bị lừa, này là bị gì treo đầu dê bán thịt chó. Đó. Rồi cái tai nghe này mới để ý là chữ gì á? Chữ Hiển đúng không? Đúng rồi, H-I-N là cái này do bạn gái mình thiết kế, làm hết, mình đầy thu. Mình ba cái vụ này thua rồi. Anh Hiển cho không được khiếu tay đâu, gắn dây điện giống mấy cà phê đó ta. Dây này chưa ưng. Đúng ra bóng đèn tròn tròn một bự xíu. Mà ta kiếm không ra. Ồ, cái con tai nghe này sao quăng lên đây anh? Con này bền lắm. Hồi đó mua cũ, mua hết 2.1 triệu á. Hồi đó mới tập chơi tai nghe. Ủa, hồi đó anh cũng có nghiên cứu tai nghe với lại nhạc luôn hả? Cũng có chơi âm thanh. Thích nghe nhạc hả? Cũng có chơi âm thanh thời gian mà con này là chuyên chép thôi. Gọi là chuyên nghe nhạc âm thanh ca sĩ với lại guitar rồi tiếng nhạc cũ á. Nó đi mua, xài tới cũng tới thời điểm này tính ra là phải là 5-6 năm rồi đó. Không hư nha, xài rất là ngon, nghe rất là đã. Cọng dây nhìn là thấy đã rồi nha. Đang để ở trên cạnh bàn nè. Vô tình đạp xuống, đạp quơ chút dây nó kéo xuống bắp. Nãy đang quay hết pin em ơi, giờ chuyển qua điện thoại coi anh em coi đỡ. Ui nhà này quay sáng ghê ta. Chuyên nghiệp ghê ha. Mình cái này nghe nó đập xuống thì bên nó bị hư luôn. Coi như là mình lắc nghe cập 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 trong đó, hình như cái cục 500 nó xuất ra luôn, thôi treo lên luôn. Trời ơi, cây nghe này gặp cho nghe khá là hay luôn đúng không? Mình có nghe thử mua vài lần rồi. Anh này hả, này anh Hiển phát của anh Hiển đạp là nó rớt cái cục 500 trong đó luôn hả? Đập nó kiểu như cục nhựa đập xuống thẳng cái nền đó, xong hư luôn trong thôi kệ. Coi thử coi. Ra trong này phải không? Đó thằng em bẻ ra nó sửa. Mà sửa nghe được thời gian cũng xúc thôi, kệ, phải dẹp luôn đi. Để thôi. Còn cái background này thì chu cây má đi tìm mua thấy mẹ cái khung sắt nè. Cái này là để làm chuồng gà mà. Gà đâu sẽ sang vậy anh? Này là để mấy shop shop quần áo lại shop bán ba cái phụ kiện. Ở ấp lưng á. Mua gì nó treo lên.
đó, mình kiếm mua thấy mồ luôn, gặp mình ở quê nữa, đặt lại đặt shipy chừng nào mới về, có tay tôi luôn quá, kệ làm cho vui cho đẹp. Còn bên này chắc ngày mốt mình sẽ sắm đồ nghề, máy tính đồ, không sắm đồ. Bánh kẹo đồ á, giống như tạp hóa với anh bán kiếm thêm đó, này giống như cày thêm á, không có ấy, kiếm thêm thu nhập, bán thêm bánh kẹo đồ treo lên, em thấy hợp lý không anh em? Bà siêu bắt đầu thầy máy quay đó, đây quay hết pin lên em ơi, còn ba mấy phần trăm rồi anh ơi, còn những cái hai cái này là gì vậy? Cái này là để coi mấy cái bữa mình đã có làm như có clip rồi đó. Rồi, mấy khung có clip bắt. Nhưng mà clip đó chưa có lên thì phải. Bà mẹ bắt quay hoài mày. Cái này cái đó, gì? Nói chung là cái này để gắn ở dưới cái men lên, lòi bốn cái chân ốc này nè. Để rồi gắn mấy cái tạng này vô nè. Nhưng mà mấy cái tạng, mấy cái men này á, thì nó có bát này có sẵn rồi. Đó, mấy cái bát này có sẵn rồi nên không cần, nên dư ra quá trời đó. Mình mua 6 bộ là dư ra 16 cái đó. Để tắt đèn thì có đẹp không? Ừ. Cho ly cà phê anh ơi. Đợi xíu anh ơi, cày xíu đi, có cà phê cà phá lên hết. Wow, đẹp hơn anh em. Wow. Để mình lấy cái khúc đẹp đẹp xíu làm cái ảnh thumbnail. Đó. Này có ai làm chưa anh nhờ, hay là có mình anh làm thôi? Cái này mình nói rồi mà bạn gái mình làm. Không, ý là trước đó có những ai làm rồi á. Thấy cũng nhiều anh em làm rồi, thậm chí có nhiều bên clip nước ngoài nó chơi là nó gắn vô đục khúc gỗ xong nó thả vô xong nó đổ keo vô luôn á. Đổ keo, ui cha, cái đó tiền không sao chịu nổi. Đó. Anh muốn đổ keo mà em mua keo 502 lên đổ full cái này luôn cho anh. Ok, nhớ full nha. 502 full luôn nha. Anh kiếm cái khung đi. Chuyện nhỏ, vấn đề là em mua đủ kem 502 em đổ vô hay không thôi chứ. Không, mà nghe nói giờ dịch bệnh này mấy cái cửa hàng đồ đóng hết rồi, chắc để để tính sau. Dạ. Dạ, còn cái đen đen này này nãy chưa nói nè. Cái đó cái men của khách, mình phá hư không rồi mình ăn đền. Của khách nào nhở? Lúc đó lâu lâu cũng có nhận mấy kèo ráp máy vui vui. Ủa mà sao mà phá sao mà cháy đừng như ghê mày? Hư BIOS. Hư BIOS hả? Hư BIOS giờ tháo ra đóng lại bằng mẻ trên cái men thôi. Đền mẹ cha cho rồi. Chà, đắng cay quá vậy ta. Trời, ngày nào không có đắng cay, nào phải trả giá. Mà con men này nó cùi. Có hai tụ fan nhiệt à. Con này Gigabyte mà sao nó đuối vậy ta? Hay tại mình xài mấy con này thiết quen, mình nhìn mấy con này chán đời. Con em giờ đang, một con em cũng đang chán đây nè. Chán không? Chán, đang lát rồi. Chiều lên rồi. Chiều lên. Còn chỗ nè. Thôi để đọc báo cũng được. Còn chỗ đó gỡ đó, giờ gỡ ra cắn gì nhờ? Đâu rồi? Cái con kia rồi. Cái thùng máy này của đứa nào đây? Gỡ ra gắn lên luôn đi. Cuộn em nó gửi qua sửa mà làm biết sửa cho nó quá. Đang bận việc quá, đâu có thời gian đụng vô đâu. Để lấy cái càng mới về gắn lên luôn á. Gì ê, gắn coi chừng nó rớt xuống là coi như ăn cám luôn nha anh. Tao đâu khùng gắn đâu mày. Ảnh lên coi hả? Ảnh lên coi thử hợp không? Ủ hợp á. Đẹp á. Hợp á. Cho nó song song với cái kia luôn. Đấy. Hợp á. Ngon à. Ngon à. Ông Phước có ông Phước có thấy được cái cảnh này thì anh xin nghĩ lại nghe chưa? Chuyện máy sấy luôn. Cái video này thì anh em thấy hay thì mình like share với nhỏ kênh của mình nha. Đó, cái này là ngẫu hứng thôi anh em. Thấy hay quay lại cho anh em coi. Đó, thì có những cái thắc mắc gì anh em hãy comment bên dưới. Nếu thấy đừng quên like share với nhỏ kênh của mình nha anh em. Đây, máy hết pin. Chán thiệt, Google 8 mà quay mau hết pin lắm anh em. Rồi, chào anh em nha.